Con trì chú Đại Bi và tụng kinh Pháp Hoa được không? Được, tốt. Nó tự nhiên trì. Chú nói năm ông thể này chú. Chú là đệ tử Đức Thầy. Nhưng mà trong cái thời tận thế này, nhưng mà khi chú đầu thai thành cái này rồi, chú không có biết đạo Hòa Hảo, không có hiểu về đạo Hòa Hảo nhiều. Cho nên chú cũng không biết cái vụ năm thẻ nữa, mỗi lần hỏi sư phụ nói chờ xem không à. Mỗi người hãy giờ sao Việt Nam không có đặt mấy câu hỏi nào cho đáng đáng ta hỏi mấy cái gì được không? Việt Nam nó bị Covid nó quán cái chữ khổ này á, rồi nó sẽ hết khổ. Bây giờ những người mà hiểu về sấm cơ đó rất là nôn nóng chờ Đức Thầy xuất hiện, rồi chờ Phật Di Lặc xuất hiện, chờ vị này vị kia xuất hiện. Thay vì mình chờ đợi thì mình cứ vẫn bình thường, vẫn ngồi thiền, vẫn đọc kinh. Có nhiều người hỏi sao ở thời đại này lại có nhiều đạo mới, thì mình phải có chánh kiến mình coi cái đạo nào. Cái đạo là ma quỷ thời nay nó cũng xuống trần nhiều lắm, nó lập ra biết bao nhiêu đạo, nhưng mà cha thượng đế lập ra có một đạo của cái thời gian ngắn này thôi. Ngày trước kia thì khác, kia là những cái gì cũ thì mình không nói. Hiện giờ là chỉ có thiên tâm là đích thân cha mẹ đặt ra để mà sau này nó sẽ là cái đạo chính, là đại đạo của tất cả các đạo. Thì đạo thiên tâm nó có 12 giới luật đó quý vị, thì cứ giữ đúng 12 giới luật thì không có cần phải phải giữ 350 giới. Sau này con người của mình á vẫn phải đi làm, vẫn phải tu, rồi phải đi về. Một kiếp người một sẽ thành Phật, nhưng mà phải giữ giữ đúng 12 giới luật này nè. Này bữa đọc rồi, quý vị đọc lại đi. Chú ơi, vì sao Mai Dương từ thần tiên trở thành Mai Dương chú? Ở trên cõi trời á, nó có tha hóa tự tại thiên là cõi trời của thiên ma. Thiên ma trở nó cũng có phước, nó cũng có cái lối tu của họ, nhưng mà họ không có cái từ bi như Phật thôi. Chứ khi họ làm lỗi thì họ vẫn bị phạt. Còn cõi Atula họ nửa người nửa thú, họ cũng rất là hung dữ. Thì khi họ xuống trần thì những người con gái mà Atula họ rất là xinh đẹp, trong đó cũng có một số người mẫu nữa đó,
cho nên họ rất là dữ. Còn con Phật á, xuống đây rất là nghèo khổ, có thể đi ăn mày nữa, nhưng mà xả một kiếp rồi trở về. Tất cả chúng ta ở thế gian này đều là đóng vai hết, đóng kịch, chứ không có cái cõi này là cõi tạm bợ, cõi vô thường. Mà con người chúng ta ít ai dám làm những chuyện phi thường lắm. Ai cũng biết nó là vô thường, ai cũng biết là khi ra đi hai bàn tay trắng, không mang theo cái gì, nhưng mà không có ai chịu buông hết. Như nào Phật, thôi thì hôm nay thì cũng không có gì tin tức gì mới, chỉ có biết được là cái anh Hòa Bình đó, ảnh bị mấy vị dẫn đi đó, thì biết chắc.